Ok. Hello anh em, chào mừng anh em đã trở lại với channel mình, channel của Tạc Kimmy. Rất vui vì đã được gặp nhau với những clip. Thì hiện tại anh em ơi, mình đang có mặt tại One Piece Sale. Và như đã hứa thì hôm nay mình sẽ trở lại với tựa game này để test cái con Zoro ở Wano nha. Luffy thì gọi là Luffy Taro, nhưng mà Zoro chắc không gọi là Taro đâu. Zoro gì đó thì mình không biết, chứ gọi là Zoro Taro thì nghe nó kỳ kỳ. Ok, thì để mình xem coi nhất này có những con gì đó. Đây, con Zoro mình muốn nói đây anh em ơi. Chúc em ngày vui vẻ nha, và xem clip nhớ like video, subscribe để kênh để ủng hộ cho mình. À, bạn nào chưa like chưa subscribe thì nhớ like subscribe nhé. Đây là thằng Zoro ở Wano, gọi như vậy đi cho nó dễ hiểu. Và có chữ SB nha anh em, SB này là chất tướng hay sao á. Nói chung là mình cũng đã nghe nhiều anh em nói SB không phải là support, không phải là hỗ trợ rồi, không phải là tướng hỗ trợ rồi, đây là tướng kiểu gì á. Nói chung viết tắt của chữ đó mình không biết nên là mình bỏ qua nha, anh em thông cảm đi. Ở đây ngoài ra có thêm một vài con tướng mình cũng chưa test nè. Đây là ông chủ tịch của Gamma 66 này. Luffy Taro thì mình test rồi, cho nên có thể là clip này mình test lại cũng được. Tại vì có thằng Zoro nữa, cho nên là cặp đôi Luffy và Zoro sẽ combo cùng nhau nha. Ở dưới thì có thằng A3S mình cũng test clip bữa rồi. Bartolomeo. Ui, nói chung là nick này thì cũng ít tướng anh em ơi. Nói về tướng ngon thì cũng ít thôi. Ui, có cả Magellan này. Lát test Magellan luôn ha. Magellan dùng chiêu độc dược. Rồi ok, nói chung là game này có khá là nhiều bảng, cho nên là tại nhiều bảng lắm anh em ơi, mình phải muốn chơi nữa này. Nói chung là mượn nick của bạn nào bên cái bạn nào phải tải bạn đó, khá là nhọc nhằn luôn. Rồi nhân tiện đây thì gửi lời cảm ơn đến bạn chủ ạc rất nhiều nha. Cảm ơn bạn chủ ạc đã cho mình mượn nick để mình test con Zoro Wano này. Tên của ạc này là Ichiki có 106. Ok, cảm ơn bạn rất nhiều. Bây giờ ta sẽ vào để chiến với bạn luôn nha. Hiện tại đi đến phó bạn level bao nhiêu rồi? Ui, level 23 luôn à, căng thế. Đánh với bố già luôn nè anh em. Nhưng mà bây giờ mình sẽ lùi lại đi. 22 là ở Imperdao này, 21 là ở Kuza hả? Ui, chỗ này gặp Kizaru à. 20 là gặp ai đây? Moria. 19 là gặp Moria. 18 là gặp Lucy. Rồi mình sẽ đánh tạm thời ở 17. Đánh với Lucy thử nha anh em, có thể đánh lại không? Mình sẽ test đầu tiên là con Zoro Wano luôn cho anh em xem. Con Zoro Wano này là một con tướng có skill đặc biệt cho anh em. Như mình nói là có hoạt ảnh animation rất là đẹp. Vô luôn cho anh em xem skill nè. Đây là một, cũng là một con tướng nè anh em. Thằng Senji như kiểu Senji bạch mã nha. Rồi bỏ qua đi. Vô. Ui. Skill chém ra gió à. Ui mẹ ơi, cái gì ghê vậy. Vừa đá vừa chém. Ui. Tung ca skill đặc biệt luôn à. Long trời lỡ đất của Max Sharingan. Và sau đó chém ra tia chém màu tím, sau đó anh bốc hơi luôn. Một bạn này có vẻ hơi quá sức so với Zoro của chúng ta rồi. Ok. Ui, chém ra cái hình ảnh đẹp ghê anh em ơi. Cái hình ảnh là Zoro chém ra những cái tia chém màu tím này. Đây. Đó, anh em thấy không? Xung quanh Zoro là những cái nhát chém màu tím nha. Ok, mình hơi quá sức với Zoro rồi cho nên mình phải lùi lại phó bản xa xa thôi. Đi 17 quần tour thì chắc là bây giờ mình sẽ giảm xuống 11 đi. Thử 11 trước coi sao. Rồi 11 là gặp Crocodile đến ngoài đúng không? 12 đi, 12 gặp Bellamy nha anh em. Thanh niên ăn chắc quỷ lò xo nha. Vô lại nè. Lần này mong là Zoro sẽ không làm chúng ta thất vọng. Vô. Vô lại anh em ơi, vô lại. Rồi skill đầu tiên là chém lướt gió nè anh em. Chiêu này là chiêu ui đá knock out à. Còn đây là chưa có nổ. Ở đây. Đó, long trời lở đất. Rồi cũng không thể gọi là Max Sharingan được. Chả thấy skill gì liên quan tới Max cả. Ui, xoay người, chém ra, sau đó là ngậm đao. Nói chung là một hoạt ảnh animation ở chỗ Wano nha anh em. Đó, rất là đẹp. Tuyệt vời. Cũng được thôi anh em ơi. Nói chung là cũng không có không như mình mong đợi lắm. Mình mong đợi là cái gì đó ghê gớm hơn cơ. Rồi bây giờ mình tập trung xem lại lúc mà nó chém ra mấy con tướng này thì sao ta. Ồ, như là lao tới nha anh em, phóng tới và tạo ra một cái đường chém xuyên người kiểu như vậy. Bellamy thì đang dùng thì kêu là so và đã hạ được Zoro luôn, kinh thiệt. Rồi ok, Zoro này chỉ có vậy thôi. Ok anh em nha, bây giờ chúng ta sẽ đến với một con tướng khác đi. Thằng Zoro này nói chung là chán quá, không có gì đặc biệt. Cứ tưởng là có gì đặc biệt lắm nhưng mà cũng không có gì ngầu lắm.
Nhưng mà skill có thêm cái animation là đẹp đẹp vậy thôi chứ ngoài ra không có gì để chơi anh em ơi. Tiếp theo thì để mình xem thử coi. Ở bên đây có rất nhiều tướng luôn nè, nhưng mà quan trọng là cái tướng để test. Ông này mình test rồi hả ta? Không biết test chưa. Ông này Long chủ tịch của Game 66, để mình test cho anh em xem luôn. Đây là hai con tướng Rebecca và VV hả? Rồi chiêu thường là đánh đánh. Chiêu này là chọt xuyên người à. Chọt xuyên bản đồ luôn anh em ơi. Rồi đây là cú đá. Vẫn chưa có nọ đúng không? Đợi nọ thôi anh em ơi, đợi nọ thôi. Chủ yếu là xem chiêu nọ. Rồi ok, lại tiếp tục là chiêu chọt xuyên người, xuyên bản đồ luôn. Rồi khắp có nọ này, đây là cú đá. Có nọ rồi, có nọ rồi. Ui, nọ là xoay tay anh em ơi. Xoay tay sau đó là dùng từ chiêu kiểu như ông chích ấy. Đó 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 đó. Đó, ui chiêu này mạnh nha. Ui tính ra ông xoay hoài luôn ta. Ông này có từ chiêu dùng nọ liên hoàn à. Rồi gặp Bellamy không biết đánh lại hôm nay, nhưng mà ông sắp có nọ nữa này. Tiếp tục là sẽ là chiêu xoay tay nha. Xoay tay sau đó là chọt nha, chọt ra điện luôn anh em ơi. Ui có cả hình ảnh luôn. Dữ. Thằng Bellamy nhảy nhót với chúng tôi. À nếu mà quan sát kỹ là tạo ra lốc xoáy à. Giữ vòi rồng anh em ơi, tạo ra vòi rồng. Và có xét ở trong nữa. Oh my god, được nha. Thằng Bellamy này nó đang không nhảy nhót à. Có lò xo mà ít nhảy nhót quá ta. Nhìn nó to vãi. Trong phim thì đáng ra là ông này sẽ to hơn thằng này, nhưng mà trong game thì thằng này lại to hơn ông này. Vô lý thật. Rồi đây là chiêu xoay và tạo ra vòi rồng. Đấy, thanh niên bắt đầu nhún nhảy rồi nè anh em. Đấy, bắt đầu nhún nhảy rồi nhưng quá muộn rồi. Quá muộn rồi anh em ơi. Sắp hết máu rồi. Quá là muộn màng rồi em ơi. Rồi chắc là mình sẽ win thôi. Không có gì thì làm khó được mình cả. Ông này thì skill cũng bình thường, không có gì đặc biệt lắm. Ôi, vẫn chưa win em ơi. Có khi nào bị thua không? Hết thời gian có khi là thua đấy. Rồi, xoay cái nữa chắc chết nè. Rồi, win. Quá trời rương luôn. Ok, chúng ta sẽ đến với con tiếp theo nha. Hoặc là bây giờ mình sẽ cho anh em xem cặp đôi Luffy và Taro, Luffy và Zoro kết hợp cùng nhau. Đây, hai con tướng này đều là con tướng kiểu có chữ SB nha. Rồi, vô luôn. Rồi, ok, để xem coi bộ đôi quái vật này kết hợp cùng nhau như thế nào đây. Có vẻ hơi mạnh đấy anh em. Có vẻ hơi mạnh đấy. Wow, dữ dội thiệt. Hai chiêu nọ này đều là có kỹ năng đặc biệt nha. Có animation nha anh em. Đây. Đấy, dữ chưa? Dữ chưa? Wow, dữ luôn. Đấm nát thêm địch luôn em ơi. Úi hồi ôi. Ui, ở dạng game 4 luôn. Lại tiếp tục dùng chiêu này nữa. Thế thì ai mà chịu nổi. Ồ, sau đó thì nó chắc là sẽ về lại hình dạng cũ đúng không? Được của nó nhờ. Đây là Zoro, để anh thể hiện. Nãy giờ em thể hiện hơi nhiều, tới anh. Ui, nhưng mà thằng Luffy mạnh quá. Thằng Luffy mạnh quá rồi anh em, cho nên là nó cứ đấm là chết rồi, đánh đấm gì nữa. Cũng may, ui thằng Bellamy há hốc mồm luôn. Ui, skill kìa. Nói chung là cú đấm bốc hơi anh em ơi, cú đấm Gen 2. Nhìn cái da của Luffy như kiểu là nó biến sang màu hồng ấy, rất là đẹp. Rồi, nói chung là khi cặp đôi này kết hợp cùng nhau thì sẽ win thôi. Đấy, và Zoro ăn hôi được kìa. Rồi, giờ mình sẽ cho một con tướng khác vô đi ha. Con Robin này thì sao ta? Robin Chopper. Chopper này chắc là chủ yếu là hồi máu. Hiện tại mình giờ thì mình sẽ chơi triệt chiêu. Mình chơi 3 thành viên sau 2 năm quá. Ui, con Robin này như búp bê rồi ta. Anh em nhìn nè cái tay nó kìa. Thì như robot luôn. Đấy, nó xoay xoay kìa. Vô luôn. Rồi ba người đánh đấm thế nào? Á chà, vô rồi. Trời ơi, được nha. Dùng từ chiêu Atula hả? Ui, còn Robin thì dùng chiêu bàn tay hoa hướng dương. Không biết có tác dụng gì đây. Che chắn hả? Còn Chopper nãy giờ dùng chiêu gì? À, độn thổ à. Thằng Chopper dùng chiêu độn thổ anh em ơi. Ui, skill đỏ. Ui, vẫn là chiêu đè đầu cưỡi cổ quen thuộc. Hai bàn chân thon thả. Ui, chiêu này chiêu nọ. Ui, được, chiêu cánh quạt. Dùng cánh quạt để xoay. Còn Chopper là biến thành tuần lộc và bắt đầu bóp nát đối thủ. Wow, được. Đây mới là bộ ba quái vật nè anh em ơi. Đấy, đè đầu cưỡi cổ nè. Ui dồi ôi. Bàn chân thon thả. Bellamy xuất hiện thì cũng không làm gì được đâu. Nói chung thì ba đứa này quá mạnh rồi. Zoro thì dùng chiêu gọi là kiểu cánh quạt nha anh em. Đây, kết hợp ba cái lại, sau đó quạt gió. Còn Chopper thì sẽ ăn cái viên gì vô, sau đó biến thành con tuần lộc. Xé xác đối thủ. Rồi, cũng mạnh đấy.
Cũng được. Rồi quên này. Ủa thằng Bellamy sao còn nhiều máu thế nhở? Đu còn chopper ghê thì các em ơi. Chopper đúng đúng hung hăng luôn. Cái biến thằng tuần lộc đúng hung hăng luôn. Ủa cái này đạp gì đây? Thằng Bellamy ở đây mà sao cái chân lại đạp kìa. Ui, những cái diêu thường là những cái bàn tay đang đấm đấm này. Anh em nhìn mấy bàn tay dưới đất nè. Đúng đúng hài luôn. Rồi quên rồi. Nói chung là phó bản này là test là vừa tầm anh em ơi. Phó bản Bellamy này test là vừa đẹp luôn á. Rồi mình sẽ cho nhân tố khác test đi. Ở đây thì nói chung đều test hết rồi. Rayleigh test rồi nè. Rồi để mình xem còn ai lạ lạ không. Ivan có Sabo hay Sabo này chỉ là Sabo SS thôi à. Sabo SS này không biết có gì đặc biệt không. Ở bên ngoài đây thì không còn. Ui có cả San nè. Test San luôn. Đây 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 cho Sabo ra đi. Mình test hai người này trước. Mihawk với lại San nha anh em. Đây là đối thủ truyền kiếp của nhau. Hai đối thủ chuyên kiếp của nhau sẽ kết hợp cùng nhau xem sao. Rồi lát test thêm Magellan lăng nữa. Vô. Ok. Adu San chết queo rồi. Adu yếu quá em ơi. Hai hai người này chắc là không nâng cấp rồi. Ok. Sorry sorry. Chắc mình chọn các bạn thấp thôi. Các bạn 7 xem sao. Rồi 5 thôi cũng được, 5 thôi cũng được. 5 thôi anh em ơi. Công này quá sức với hai thanh niên này. Đường đường là tứ hoàng với lại kiếm sĩ mạnh nhất thế giới mà đánh yếu quá. Phải lùi lại phó bạn xa tận cùng luôn. Ok. Đấy chà. Nói chung mà skill cũng không gì đặc biệt lắm. Đây là chắc là những con tướng đời đầu của game nha anh em. Những tướng đời đầu nên là skill nó cũng không nhiều. Ồ, nổ niết gì có nổ hôm nay thử dùng nổ các em. Đấy có nổ luôn kìa anh em. Được nha. Nói chung là ngay cả chiêu nọ nhìn cũng mắc cười nữa. Cái gì? What? Có cả cái này nữa. Ngay cả chiêu nọ nhìn cũng mắc cười nữa nha anh em. Cho nên là cũng không có gì đặc biệt để nói. Rồi bỏ qua. Mấy tướng này tuy là ghê gớm trong phim nhưng mà trong game này nó ra kiểu đời đầu cho nên là cũng không có gì đặc biệt. Rồi ok. Chúng ta sẽ bỏ qua đi. Ồ, Magellan lăng thì sao ta? Thôi đánh lại tao phá bạn này xem. Ui hết lực hoạt động à. Adu hết lực hoạt động anh em ơi. Mình sẽ mua tạm thời một ít đi. 50 kim cương là mua được 90 lực hoạt động hả? Không biết có nên hy sinh 50 kim cương không ta? Hy sinh 50 kim cương không biết là có bị bạn chủ hoặc la mắng hay không. Nhưng mà thôi mong bạn thông cảm giúp mình đi. Hy sinh 50 kim cương nha. Ok. Không biết có hy sinh không đây. Chứ giờ cũng hết lực để đánh rồi anh em ơi. Rồi hy sinh 50 ha. Rồi lát nữa mình xin sao đi. Chứ giờ mình đang quay clip rồi. Không tiện. Ô cái này nó gì đây nạp thêm à. Tiền đâu nạp cho rồi. Nhấp vô cái này là mua được đúng không? Mua được chưa? Ồ, không biết là được chưa nữa. Nhưng mà nhấp vô đây thì lại không được ta. À đủ. Mình còn có 5 lực thôi. Nhấp vô dấu cộng xem sao. Có mấy chỗ khác để kiếm nè anh em. Ồ mà hết lực rồi. Hết lực thì thôi bó tay rồi anh em ơi. Có chỗ nào để chiến đấu trường gì không? Ok. Bỏ qua đi hen. Chỗ này là chỗ gì đây? Ô, chỗ này tùm lum hết. Nói chung là game này mình cũng không rành cho nên vô đây nhìn này cũng chả biết là cái gì. Ok. Nói chung thì clip này mình cũng chỉ muốn test thằng Zoro thôi. Cho nên test vậy cũng nghĩ có khi cũng quá đủ rồi. Thôi được rồi. Clip này hơi ngắn xíu nhưng mà thôi mình sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn em đã theo dõi clip của mình. Nhớ like video, subscribe để kênh điểm hộ cho mình. Nói chung là cũng cảm ơn bạn chủ rất nhiều nha. Nói chung là suốt một thời gian mượn acc Euro này hơi khó nhưng cuối cùng cũng mẹo mượn được của bạn. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Ok.